hãy lắp ráp khu trục hạm. Chúng
ta cần phải lắp ráp. Phễu. Một tấm sỏi và chống thấm. Xe tải đổ hai bên.
đổ đầy, xe tải đổ hai bên. Bơm. Đừng dừng lại. Hãy xây dựng tầng 1. Giờ chúng ta cần rửa sạch nó. Xe tải đổ hai bên. Chúng ta đã làm được rồi. Đầu tiên, chúng tôi lắp ráp xe tải đổ hai bên. Chúng ta cần làm đầy nó. Xe tải đổ hai bên. Nhấn để bơm. Cứ làm tốt như thế. Hãy xây dựng tầng 2. Rửa nào, xe tải đổ hai bên. Bạn đang làm thật tốt. Đầu tiên, chúng tôi lắp ráp cầu trục. Sẽ tạo một mái nhà. Cần rửa cầu trục. Chúng ta cần phải lắp ráp xe tải đổ hai bên. Chúng ta cần làm đầy nó. Xe tải đổ hai bên. Nhấn để bơm. Cứ làm tốt như thế.
cửa ra vào và cửa sổ. Chúng ta cần rửa, xe tải đổ hai bên. Phải lắp ráp, xe tải đổ hai bên. Cứ thế nhé. Đổ đầy, xe tải đổ hai bên. Nhấn đẩy bơm. Chống thời tiết. Chúng ta cần rửa, xe tải đổ hai bên. Sân nhà của chúng ta. Bây giờ chúng ta cần rửa sạch nó. Xe lên. Phải lắp ráp máy xúc lực nhỏ. Sẵn sàng. Bây giờ chúng ta cần làm đầy nó. Máy xúc lực nhỏ. Bơm. Cứ làm tốt như thế. Cần rửa, máy xúc lực nhỏ. Chúng ta cần phải lắp ráp, xe tải đổ hai bên.
làm cực tốt. Bây giờ chúng ta cần làm đầy nó. Xe tải đổ hai bên. Chúng ta đã làm được rồi. Trồng cây xanh và hoa. Cần rửa, xe tải đổ hai bên.